Láng giềng Việt Nam mạnh tay cấm xuất khẩu hàng loạt khoáng sản thô, át chủ bài để giàu bền vững. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của tri thức Việt, các bạn thân mến. Đặt mục tiêu phát triển mạnh ngành chế biến kim loại trong nước, Indonesia đang có những động thái để bảo vệ ngành công nghiệp nội địa và nâng cao thu nhập của người dân. Lệnh cấm xuất khẩu là nguyên liệu đầu vào quan trọng trong sản xuất pin lithium ion cần thiết cho xe điện EV, Niken đang dần trở thành mặt hàng nóng với mức tiêu thụ ngày càng cao trên các thị trường. Trong khi đó, Indonesia là quốc gia có trữ lượng quặng Niken lớn nhất thế giới. Do nhu cầu về xe điện dự kiến sẽ tăng cao trong những năm tới, các quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên đang khám phá những cách hiệu quả nhất để tận dụng tình hình. Lệnh cấm xuất khẩu niken đã bị liên minh châu Âu EU thách thức tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Tổ chức Thương mại Thế giới ra phán quyết có lợi cho EU, nhưng Indonesia đã đệ đơn kháng cáo. Song thành công của Indonesia đã thúc đẩy các quốc gia khác bắt chước các bước đi của họ, với việc Philippines lên kế hoạch đánh thuế xuất khẩu quặng niken để khuyến khích các công ty khai thác đầu tư vào chế biến. Sự phát triển của ngành công nghiệp ở Indonesia là dự án thú vị với Tổng thống Joko Widodo. Ông đã tự mình thuyết phục Elon Musk đầu tư vào Indonesia, tổ chức các cuộc đàm phán với người đứng đầu Tesla hai lần. Ngoài ra, Indonesia có khả năng cho công ty hàng không vũ trụ Space của Elon Musk phát triển một địa điểm phóng tên lửa. Đáp lại, Elon Musk từng nói Indonesia có vai trò lớn trong chuỗi cung ứng ô tô điện và việc Space có nhiều điểm phóng trên toàn cầu sẽ có ý nghĩa lâu dài. Tuần trước, tổng thống Joko Widodo cho biết ông thậm chí đã đề nghị Tesla nhượng quyền khai thác niken và giảm thuế để đầu tư vào nước này. Ông Joko Widodo tin rằng một thỏa thuận sẽ được hoàn tất. Trong khi đang tìm kiếm các trung tâm sản xuất bổ sung, Tesla đã không bình luận về bất kỳ kế hoạch nào ở Indonesia. Hàn Quốc, Canada và Mexico cũng đang cố gắng lôi kéo Tesla. Một quan chức chính phủ Indonesia cho biết Tesla đã ký các hợp đồng tìm nguồn cung ứng niken trị giá khoảng 5 tỷ đô la Mỹ từ các công ty ở quốc gia Đông Nam Á. Một lĩnh vực quan tâm với các nhà đầu tư tiềm năng là tác động môi trường của ngành khai thác Niken và việc sử dụng than của Indonesia để phát điện. Quá trình sản xuất Niken phù hợp với pin ô tô điện có lượng khí thải carbon cao và tạo ra chất thải mà các nhà môi trường lo ngại có thể đổ ra đại dương. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết những nhà sản xuất ô tô toàn cầu đang đầu tư hoặc tìm nguồn cung ứng từ Indonesia do các lựa chọn thay thế hạn chế và nhu cầu bùng nổ. Chuyên gia Sony Kumari của ngân hàng ANZ nói, không có đủ khả năng mở rộng công suất Niken bên ngoài Indonesia sản lượng Niken của Indonesia đã tăng thị phần từ dưới 20% lên gần 50% trong 4 năm qua. Theo bà Sony Kumari, ngay cả những người mua từ các thị trường phát triển có ý thức hơn về chứng chỉ bền vững cũng sẽ buộc phải mua từ Indonesia. Thế nhưng, Sony Kumari nói, khi nhu cầu Niken cho pin tiếp tục tăng, các công ty sản xuất pin và ô tô không thể phớt lờ lời chỉ trích rằng Niken Indonesia không đủ xanh khi phần lớn tăng trưởng trong tương lai sẽ đến từ quốc gia này. Trong thời gian gần đây, các quan chức Indonesia tỏ ra không hài lòng với các hoạt động khai thác và xuất khẩu kim loại quý thô với giá trị tương đối thấp. Quốc gia này đang hiện đang muốn gia tăng thêm nhiều giá trị hơn cho kim loại thô bằng cách đẩy mạnh chế biến và sản xuất trong nước. Đây là lý do đằng sau một loạt lệnh cấm xuất khẩu quặng niken gần đây. Chiến lược này được cho là sẽ giúp thu hút khoản đầu tư trị giá hàng tỷ đô la Mỹ vào ngành công nghiệp chế biến niken hạ nguồn của Indonesia. Với các hoạt động khai thác và luyện kim ngày càng được địa phương hóa, một số công ty công nghệ hàng đầu toàn cầu đã đưa ra những cam kết lớn để đầu tư vào sản xuất pin và xe điện ở Indonesia. Ít nhất là trong ngắn hạn, quyết định cấm xuất quạng Niken chưa qua chế biến ra thị trường toàn cầu đã giúp Indonesia đạt được mục tiêu thúc đẩy đầu tư vào các hoạt động kinh tế làm tăng giá trị cho kim loại này, cũng như tạo ra nguồn lợi lớn hơn cho đất nước về lâu dài. Theo Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia Azad Rasheed, Giá trị xuất khẩu Niken của nước này đạt 20,9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 và dự kiến sẽ vượt 30 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022, từ mức chỉ 1,1 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2014. Ông Asad tin rằng lệnh cấm xuất khẩu có thể mang lại lợi ích cho nền kinh tế Indonesia. Tuy nhiên, Indonesia vẫn cần thận trọng với chiến lược dài hơi này. Nếu việc thắt chặt nguồn cung Niken làm tăng chi phí sản xuất pin điện lên quá cao, các công ty công nghệ lớn sẽ đầu tư để tìm ra công nghệ thay thế để làm ra pin mà không cần tới Niken. Indonesia sẽ rơi vào một canh bạc lớn nếu cho rằng pin xe điện sẽ luôn phụ thuộc vào niken. Nếu giá quá cao và chuỗi cung ứng bị chính trị hóa quá mức, các công ty sẽ bắt đầu tìm cách phát triển pin không chứa niken và trên thực tế các nghiên cứu đã được tiến hành. Mặt trái của việc từ chối các đối tác vì lợi ích kinh tế ngắn hạn cũng cần được xem xét. Mặc dù Indonesia có niken, nhưng nước này không thể sản xuất pin hoặc xe điện nếu không có công nghệ và bí quyết từ những công ty lớn mạnh trong ngành như CATL của Trung Quốc, tập đoàn LG của Hàn Quốc hoặc các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản. Indonesia cần sự hỗ trợ của họ để nâng cao chuỗi giá trị cũng như họ cần niken của Indonesia. Các thị trường giàu tài nguyên như Indonesia thường chịu thiệt trong chuỗi cung ứng sản phẩm, đặc biệt trong các ngành công nghiệp khai khoáng. Indonesia đang thể hiện mục tiêu tự vươn lên thông qua các lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ và than đá vào đầu năm 2022 do giá cả toàn cầu cao đe dọa đến tình trạng thiếu hụt trong nước. Điều này cũng thể hiện rõ qua cách Indonesia bác bỏ phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO rằng lệnh cấm xuất khẩu quặng niken vi phạm các cam kết của Indonesia theo hiệp định chung về thuế quan và thương mại. Mục tiêu lớn của Indonesia. Bauxite cũng là một kim loại mà Indonesia cấm xuất khẩu thô ra nước ngoài. Thông qua lệnh cấm xuất bauxite thô, Tổng thống Indonesia Joko Widodo hy vọng có thể tạo ra nhiều giá trị hơn trong nước, tạo ra nhiều việc làm hơn, tăng dự trữ ngoại hối nhiều hơn và có thể đạt được tăng trưởng kinh tế công bằng hơn. Bauxite là nguyên liệu tốt nhất và duy nhất để sản xuất nhôm quy mô lớn, một kim loại được sử dụng rộng rãi để chế tạo máy bay, vật liệu xây dựng, đồ tư dùng lâu bền, dây dẫn điện tử, thiết bị chế biến thực phẩm và hóa chất. Theo một khảo sát địa chất của Mỹ, Indonesia là nhà sản xuất bauxite lớn thứ sáu thế giới và có trữ lượng lớn thứ năm thế giới. Theo thông báo của Tổng thống Widodo, bắt đầu từ tháng 6 năm 2023, chính phủ sẽ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu quạng bauxite. Hơn nữa, xuất khẩu bauxite tẩy trắng cũng sẽ bị cấm. Indonesia đưa ra lệnh cấm bauxite để tái tạo thành công trong chế biến Niken sau khi cấm xuất khẩu nguyên liệu Niken thô vào tháng 1 năm 2020. Theo Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia Azad Rashid, Giá trị xuất khẩu niken của nước này đạt 20,9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 và dự kiến sẽ vượt 30 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022, từ mức chỉ 1,1 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2014. Azad tin tưởng lệnh cấm xuất khẩu có thể mang lại lợi ích cho nền kinh tế Indonesia. Giờ đây, thông qua lệnh cấm Bowsite, tổng thống Widodo hy vọng có thể tạo ra nhiều giá trị hơn trong nước, tạo ra nhiều việc làm hơn, tăng dự trữ ngoại hối nhiều hơn và có thể đạt được tăng trưởng kinh tế công bằng hơn. Tổng thống Widodo thông báo rằng chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán việc phân luồng nội địa để giá trị gia tăng được hưởng trong nước vì sự tiến bộ và phúc lợi của người dân. Lệnh cấm có tác động đầu tiên đến tăng trưởng kinh tế của Indonesia. Chính phủ Indonesia tin rằng lệnh cấm xuất khẩu có thể mang lại lợi ích cho nền kinh tế của họ bằng cách tăng thêm giá trị tại địa phương. Đặc biệt đối với các khu vực có trữ lượng bauxite và nơi chuỗi công nghiệp bauxite sẽ được phát triển, có thể kỳ vọng tăng trưởng kinh tế rất lớn. Bên cạnh đó, lệnh cấm bauxite có thể là một bước đi cần thiết để Indonesia xây dựng một hệ sinh thái cho xe điện. Tương tự như niken, bauxite cũng là nguyên liệu chính trong sản xuất xe điện. Niken được sử dụng để sản xuất pin lithium, trong khi nhôm làm từ bauxite là vật liệu để chế tạo xe điện nhẹ và bền. Có thông tin cho rằng Indonesia đang hoàn thiện kế hoạch trợ cấp cho việc bán xe điện và tổng thống Widodo đã ra lệnh cho các quan chức chính phủ sử dụng xe điện cho các mục đích chính thức. Indonesia là nhà cung cấp bauxite lớn thứ ba cho Trung Quốc trong những năm gần đây, sau Guinea và Australia. Theo dữ liệu hải quan của Indonesia, Trung Quốc đã nhập khẩu 17,8 triệu tấn bauxite từ Indonesia vào năm 2021, chiếm khoảng 15% tổng lượng nhập khẩu của nước này. Tuy nhiên, sự phụ thuộc của Trung Quốc vào Indonesia để xuất khẩu bauxite đã giảm. Trước năm 2014, Indonesia là nhà cung cấp bauxite lớn nhất của Trung Quốc, 80% đến 90% hàng nhập khẩu của Trung Quốc đến từ Indonesia và mức độ tập trung nhập khẩu cao khiến khối lượng bauxite nhập khẩu dễ bị ảnh hưởng bởi các chính sách thương mại của Indonesia. Trong năm 2012 và 2014, khối lượng bauxite nhập khẩu đã giảm đáng kể do lệnh cấm xuất khẩu bauxite của Indonesia. Kể từ đó, Australia và Guinea trở thành hai nhà cung cấp bauxite lớn nhất cho Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc đã mở rộng phạm vi nhập khẩu sang Malaysia, Ấn Độ, Brazil, Ghana và các nước khác. Trước tình hình này, lệnh cấm xuất khẩu quặng bauxite của Indonesia có thể chỉ có tác động hạn chế đối với ngành công nghiệp nhung của Trung Quốc. Indonesia rất giàu tài nguyên và lệnh cấm xuất khẩu quặng bauxite sẽ không phải là lệnh cấm cuối cùng. Theo luật khai thác mỏ của Indonesia, việc xuất khẩu các loại khoáng sản chưa qua chế biến khác như đồng cũng sẽ bị dừng lại, mặc dù thời điểm cấm xuất khẩu các loại khoáng sản khác chưa được xác định cụ thể. Như tổng thống Widodo đã nói rằng về cơ bản, xét cho cùng, Indonesia không muốn bán nguyên liệu thô. Indonesia đặt kỳ vọng tăng trưởng kinh tế rất lớn đối với các khu vực có chữ lượng bauxite và nơi chuỗi công nghiệp bauxite sắp được phát triển chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán việc phân phối trong nước để giá trị gia tăng trong nước tiếp tục phục vụ cho sự tiến bộ và phúc lợi của người dân, Tổng thống Widodo viết trên Facebook vào ngày 21 tháng 12 năm 2022. Các lệnh cấm xuất Niken và Bosaito sẽ không phải lệnh cấm cuối cùng tại Indonesia. Theo luật khai thác mỏ của Indonesia, việc xuất khẩu các loại khoáng sản chưa qua chế biến khác như đồng cũng sẽ bị dừng lại, mặc dù thời điểm cấm xuất khẩu các loại khoáng sản khác chưa được xác định cụ thể. Mục tiêu quyết liệt này được thể hiện qua tuyên bố của tổng thống Guido Do, về cơ bản, xét cho cùng thì chúng tôi không muốn bán nguyên liệu thô, chúng tôi muốn bán thứ gì đó đã được chế biến qua. Các khán giả của tri thức Việt có suy nghĩ như thế nào sau khi xem đến những giây phút này của video? Hãy bình luận xuống phía bên dưới nhé. Video hôm nay xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.